Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự 17 giờ chiều nay, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính như sau. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng tiếp sẵn giao đại diện quyền dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Phóng sự Tân Hòa chủ động phòng chống lụt bão. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 10 tháng 9, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra đại hội đại biểu cả dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ 2. Dự đại hội về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía Ủy ban dân tộc có đồng chí Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ dân tộc thiểu số. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh đến những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình từ sau đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ nhất đến nay. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số như chương trình 135, 134, chính sách di dân, định cư định cư, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các xã biên giới, Nghị quyết 30A và cả chương trình chính sách khác, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, nên sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển hơn trước, nhất là sản xuất nông lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay có hơn 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá, trong đó có gần 200 hộ có thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Song song với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống cho đồng bào, trên các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến quan trọng, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tạo được những chuyển biến tích cực trong đồng bào cả dân tộc thiểu số. Để tiếp tục đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019 xác định phải tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, quan tâm bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả cả chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, sử dụng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xã giao bà Jitsu Taken, Phó trưởng đại diện quyền dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, về tiến độ thực hiện dự án tăng cường hệ thống y tế của Quảng Bình nhằm nâng cao tiếp cận toàn diện tới sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Tiến Dũng đã giới thiệu tổng quan điều kiện tự nhiên, tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình những tháng đầu năm 2014 và thông báo thực trạng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình của người dân trên địa bàn. Về tiến độ thực hiện dự án tăng cường hệ thống y tế của Quảng Bình nhằm nâng cao tiếp cận toàn diện tới sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng đây là dự án có tầm quan trọng đối với việc thay đổi nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình mong muốn Quỹ dân số Liên Hợp Quốc sớm có những điều chỉnh phù hợp để dự án nhanh chóng được triển khai trên các địa bàn hưởng lợi. Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình cũng cam kết bố trí đủ nguồn vốn đối ứng, góp phần giúp dự án hoạt động hiệu quả. Bà Jitsu Naken, Phó trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình và cho biết, hiện nay, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc đang tích cực huy động, tập hợp mọi nguồn lực để hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong việc cải thiện nhận thức cho người dân về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là những người dân còn nhiều khó khăn. Trong đó đối tượng được dự án hướng đến là thanh niên và vị thanh niên, đồng thời quan tâm hỗ trợ cung cấp cả các thiết bị, phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế, hoàn thiện hệ thống thông tin truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thông tin sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương được hưởng lợi. Sáng nay 10 tháng 9, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện phương châm chỉ đạo đồng thuận cao, thi đua giỏi về đích sớm của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, thời gian qua, Quảng Bình đã phát động cả phong trào thi đua, cả cuộc vận động mạnh mẽ và rộng khắp được cán bộ đảng viên, cả tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với chủ đề Quảng Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi,
về đích sớm, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động. Đội ngũ cán bộ đảng viên và cả tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, quá trình hình thành và phát triển địa danh Quảng Bình. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới cách làm hay. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện phong trào, chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Cũng trong sáng nay 10 tháng 9, Ban Thường vụ Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã tổ chức liên hoan tinh học dành cho người khiếm thị tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất năm 2014. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Tiến Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban ngành có liên quan. Tham dự liên hoan tinh học dành cho người khiếm thị tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất có 16 thí sinh là hội viên Hội Người mù các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày với các nội dung thi như thao tác công việc trên phần mềm chuyên dụng, xử lý tập tin và thư mục trong ổ cứng, nhân sang các dữ liệu và các nội dung liên quan đến Internet. Ngoài mục đích nâng cao trình độ tin học và nhận thức đúng vai trò thiết thực của công nghệ thông tin trong đời sống của hội viên, liên hoan nhằm phát hiện những hạt nhân tin học mới để Ban Thường vụ tỉnh hội có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt về phong trào dạy và học tin học cho các đơn vị. Qua liên hoan, tỉnh Hội Người mù Quảng Bình sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham dự liên hoan tin học dành cho người mù toàn quốc vào tháng 10 năm 2014. Nhờ tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nên phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Sơn Trạch ngày càng phát triển theo chiều sâu, quy mô và chất lượng hơn. Tính đến thời điểm này, toàn xã Sơn Trạch có 560 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Hội nông dân xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 7 lớp tập huấn cho trên 900 hộ nông dân về kỹ thuật nuôi cá lồng, cá trinh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chăm sóc và xây dựng mô hình kinh tế trang trại và cách phòng chống dịch bệnh ở gia súc gia cầm. Để tiếp tục đưa phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển theo hướng chất lượng hiệu quả, hiện nay Hội nông dân xã Sơn Trạch đang tiếp tục triển khai các hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vốn kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm khuyến khích và thúc đẩy phong trào nông dân làm kinh tế giỏi trên địa bàn ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn vùng sâu vùng trũng của huyện Minh Hóa, xã Tân Hóa không năm nào tránh khỏi những hậu quả do lũ lụt gây ra. Do vậy, công tác phòng chống lụt bão luôn được cả cấp chính quyền và người dân ở đây đặt lên hàng đầu. Xã Tân Hóa hiện có 672 hộ dân với 3.176 nhân khẩu. Năm nào cũng vậy, trước mùa mưa lũ, người dân ở đây luôn chủ động dự trữ lương thực thực phẩm. Đặc biệt từ năm 2010, bà con nhân dân xã Tân Hóa đã sáng tạo làm những chiếc nhà bè nổi tránh lũ. Nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo thống kê, hiện toàn xã có 209 nhà bè, 324 đo cá nhân, 8 đo tập thể, 4 máy phát điện, gần 250 phao cứu sinh và áo phao cứu sinh. Dân ở đây thì sống chung với lũ, cho nên nhà nào coi như cũng phải chuẩn bị nhà bè kiên cố và để đảm bảo cho con người. Nói chung thì phòng những cái năm lụt sâu giống như 2010 thì nhà nào cũng phải có bè. Trong năm 2013 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, số 10 và số 11, toàn xã có 553 trên 658 nhà bị ngập tốc mái, trên 400 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hầu hết diện tích hoa màu bị mất trắng, nhiều hệ thống giao thông thủy lợi bị phá hỏng, cuốn trôi, với tổng thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Xã đã có phương án phòng chống bão lụt cụ thể như thế như sau. Một là công tác phòng chống bão là về tránh lũ tránh bão thì riêng thôn Cù Liêm đã có nhà tránh lũ, tập trung về nhà tránh lũ. Khi bão hoặc mưa to, gió lớn hoặc là nước sâu như năm 2010 là phải tập trung vào khu vực tránh lũ, nhà tránh lũ. Và vị trí ở thôn 2 là tại khung Ca Lôi có một nhà tránh lũ ở thôn 2. Riêng là trường tiểu học số 1 Tân Hóa có một cái tầng 3 để đủ chứa cho khoảng 500 người. 500 người thì chúng tôi đã bố trí cho là từ thôn 1 đến thôn 2, thôn 3 là gồm có là cụ già, trẻ em và ba mẹ có thai nghén tập trung đó để trú ẩn trú bão. Còn lại đến bây giờ thì cơ sở vật chất là công tác chuẩn bị cơ bản đến nay là đã đạt 95%. Trước mùa mưa lũ năm nay, xã Tân Hóa đã khẩn trương tổ chức đánh giá và triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn kỹ lưỡng chú đáo, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo,
bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, thống kê số hộ sinh sống ở những khu vực suy yếu và chuẩn bị phương án di rời khi có tình huống xấu xảy ra. Về phương án mà phòng chống bão lụt cho đàn gia súc gia súc gia cầm thì mỗi thôn đã có một phương án và xã đã có phương án chung của xã, bởi vì là bố trí là một cái kinh nghiệm từ xưa rồi. Thì ví dụ từng thôn là họ có bố trí khu vực cho trâu bò lên cao, khi mà mưa vừa mưa to nước dâng cao thì họ cho lên trên cao, cho lên trên đồi chẳng hạn, có vị trí rồi. Cơ bản nói chung là không đảm bảo an toàn tuyệt đối thôi, kể cả người và tài sản. Với phương châm bốn tại chỗ và chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hiệu quả, tin tưởng rằng mùa mưa lũ sắp tới, xã Tân Hòa sẽ hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trên địa bàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết chiều tối nay, ngày 10 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 24-35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25-34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 26-33 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.